Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Gia đình nhà Mai vừa tới sân bay Cát Bi. Bây giờ là gia đình nhà Mai sẽ làm thủ tục để bay đi Nha Trang. Một kỳ nghỉ của gia đình nhà Mai bắt đầu với lại gia đình chị Thu Minh và anh Hồng, bạn vợ chồng anh Hồng, bạn thân của chị Thu Minh. Oui. Descend. Đi ngoan lắm. Em chào anh nhá. Anh đi vé cho kịp cúc của mình nhé. Em chào chị. Bọn đấy hẳn gái ngủ chị. Bác Ngọc đâu? Bác Ngọc đang đi gửi xe. Chào chị. Con chào bác. Bác chào con. Nhiều quá, đẹp trai quá. Anh không đâu? Em chào anh. Đó. Đó, bác Ngọc có đi phát khẩu trang cho từng người một đấy. Ăn táo chị Minh rất cẩn thận nhá. Hôm nay đi sớm ấy, không có thời gian ăn sáng ấy, chị còn chuẩn bị đồ ăn sáng đi cho mọi người đi cùng. Đó. Hải Phòng chào đón anh chị Thu Minh với một trận mưa tầm tã. Gia đình nhà Mai sắp sửa hạ cánh tới sân bay Cam Ranh. Cam Ranh nhá, vừa lấy hành lý xong, bây giờ đang đợi xe tới đón. Đây là lóc nhà đây. À, bây giờ thì xe khách sạn tới đón nhá. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Lần đầu tiên Mai có mặt ở Nha Trang. Gia đình Mai cùng gia đình chị Minh và gia đình chị Cúc vừa hạ cánh xong. Bây giờ thì đang trên xe của khách sạn đến đón, đưa về khách sạn. Trên xe thì toàn hot girl và hot boy đấy nhá. Gia đình vừa tới khách sạn nhá. Bây giờ thì sẽ vào check in. Sau đó là mọi người sẽ đi ăn trưa. Cảm ơn em. Thank you. Cái thằng ấy nó bê nước đưa cho nó đầu tiên. Nhưng nếu cái mì nó bê đấy là nó sẽ đưa người khác đầu tiên. Chúc sức khỏe cả nhà. Cũng đâu. Em cảm ơn vợ chồng bác Ngọc Minh nhiều nha. Cạch đầu tiên nha. Cách ly ha. Ly đầu tiên. Vâng, ly đầu tiên. Không xe không về. Lui đấy, đến này có nước luôn đấy. Không cần phải gọi. Nó hỏi nước gì xong nó uống thử nó ui ngon thế. Xin đi cua gái à si? Nào, cạnh đây là cạnh Sâm Ngọc Minh nhá. Đây Sâm Ngọc Minh, Sâm Ngọc Linh à? Đây là Sâm Ngọc Ngọc Minh nhá. Sâm Ngọc Minh. Đó, đang chờ lấy phòng á. Đang chờ check in thì ông xã lấy cái biển đồ đó để ra cho các con xem là ở đây có những cái gì đấy, đang hướng dẫn cho các con xem đó. Có những dịch vụ gì ấy. Đấy, Mai ấy, nói không có hay, nghĩ sao nói vậy thì đã có lóc nhà của anh Ngọc đây rồi. Đó, chị phải sửa lời cho Mai đó. Tới khách sạn nhá thì họ sẽ mời mình một ly nước ấy. Ở trong đó có quế, hồi, xả, gừng này đó. Đó, sau khi check in thì mọi người lên xe đi ăn trưa. Ăn trưa. Đó, bây giờ ra nhà Mai dừng chân ở tiệm Nhật Phong 3 Seafood ở đây nhá.
ở phố Nha Trang, 42 Cù Huân này. À, ở đây tìm toàn hải sản tươi sống này. Ô, tôm hùm kìa. Ra thành phố biển đấy, đầu tiên là chọn món hải sản mực xào gần tỏi. Gần tỏi. Đó, sau đó là canh gì đấy chị? Canh cải nấu tôm. Nói chung cái gì phải liên quan tới hải sản. Đó, ngon chưa? Và đây là Luy. Luy thì đi đâu cũng chỉ ăn mì thôi nhá. Ăn món xương của Luy. Đó, chị thấy con mì nói không? Nói là Luy nó không bao giờ nó có thể ăn một cái món ăn mà biết chia sẻ cho người khác. Ăn mà ăn nguyên đĩa luôn đấy. À, mai mời cả nhà ăn cơm gia đình Mai nhá. Đó, hãy còn món lên kìa. Đây là hàu nướng mỡ hành. À, cá gì kho tội nhỉ? Cá bớp à? Cá kho tổ. Không phải cá bớp đâu. Ngon nhỉ? Ôi cái này ngon lắm này. Cá kho tổ ấy bảo con ăn đi. Đúng rồi, cái này đi ăn được không? Mai cực kỳ mê món này. Đây là món này tốt cơm đấy nè. Đây món này cực kỳ tốt cơm. Sau khi ăn xong thì bây giờ gia đình đang đợi đứng đón taxi để đi về khách sạn này. Đây là view trước cửa nhà hàng ăn. Hai đường đây nó đều đủ. Ở đây có cái nhà họ làm cái mái như kiểu nhà sàn đẹp nhỉ. Sau khi làm thủ tục check in ấy thì bây giờ mình phải ra đây mình chụp hình ấy để họ nhận diện. Đó là thế là không có sợ bị lạc nhá. Đi tới đâu thì mình đã có số phòng nè. Đợi tí để em gọi tên rồi mình vào nhé. Louis. Đó, giấy là Louis này. Sau khi đi ăn về đấy, tất cả mọi người bây giờ sẽ xuống tàu để đi ra Vinpearl. Xin chào đón mọi người đến với Vinpearl Nha Trang. Ngày rất là đẹp trời. Mai đi cùng với những người bạn từ Việt Nam đến Vinpearl để trải nghiệm một cái chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Vinpearl. Anh Hồng nhá, anh Hồng và chị Cúc, hai vợ chồng là người anh người chị của Mai đó. Anh ấy thì thôi rồi, về Văn thì là Mai thua xa. Hôm nay thì anh ấy đi cùng chuyến du lịch cùng với lại vợ chồng Mai và vợ chồng anh chị Thu Minh. Yên tâm là trong cái lịch trình này thì anh sẽ thay Mai phát ngôn, thay Mai chia sẻ trong cái hành trình mấy ngày ở Vinpearl này. Rất cảm ơn mọi người với sự giới thiệu của Ngọc Mai, cảm giác như thế mọi người cứ coi mình như là một cái người phát thanh viên của VTV vậy. Anh Hồng nhá, anh Hồng là phát thanh viên của VTV nhá. Đây chị Minh đây. Bây giờ là cả gia đình lên tàu để ra Vinpearl. Trời ơi, vừa nhìn cái anh này, anh đẹp trai quá, đôi mắt anh hút hồn. Chuẩn hơn là đảo Ngọc nè. Đó, hôm nay vợ chồng anh chị Thu Minh đưa Mai tới đảo Ngọc Vinpearl Nha Trang. Tàu vừa cập bến, bây giờ mọi người sẽ ngồi đây đợi xong là vào khách sạn của anh chị nhỉ. Đó.
xe sẽ đưa vào tận tới khách sạn. Bây giờ thì xe điện sẽ đưa mọi người vào trong khu nghỉ dưỡng nhé. Nha Trang Bay. Hai bên đường có trồng dạng tre, nhìn rất là Việt Nam nhé. Có sự tích cái gì? Cây tre trong gốc trong tốt đấy hả? Đánh giống à? Vào vào. Lui mà cái nhìn những cái trò chơi này là rất là thích. Đó. À, đây là khu trong khu vui chơi ở Vin Vân nhé. Mình sẽ xuống đây và công viên nước ở chỗ tổng này này. Vâng. Đây là công viên nước này. Ở đây thì mấy ngày con của Mai thoải mái vùng vẫy. Chơi rất đủ các trò chơi luôn. Cực thơ mộng luôn. Đó. Thật sự là Mai ấy, rất là hoạt ngôn, nhưng mà khi đi với anh Hồng là Mai tắt điện đấy. À, nên Mai ngồi Mai chỉ có biết im lặng. Lúc trước thì Mai có con của Mai có lạc ở công viên Hoàng Mai Hạ Long đó. Chị Minh Vân bảo là vào đây không bao giờ có bị lạc, tại vì đã có chụp hình ấy, đã nhận diện rồi, nên con Mai của nên bất cứ xe nào đi đâu cũng có người ta đưa vào tận phòng, tận nơi của mình luôn. À, đi về chơi. Vừa vào một cái thì anh Ngọc đã vào trong lấy phòng rồi. Công nhận công đoạn check-in đi nhiều thật đấy. Check-in từ ngoài tới trong mà vẫn còn check-in. Đẹp nhờ. Ông đó đang ăn, họ đang in villa. Oui, c'est villa. Sau khi ra tới ngoài ở bên vừa bay đấy, sớm một chút, bây giờ mới có từ 1 giờ chiều, mọi người phải ngồi đợi tới 2 giờ chiều mới được lấy phòng đấy. Bây giờ thì mọi người, gia đình nhà Mai với lại gia đình chị Thu Minh, gia đình nhà chị Cúc sẽ vào phòng đợi, để đợi đến khi 2 giờ đấy có phòng thì mình sẽ ra mình lấy phòng. Wow, wow. Trông đến mắt lạnh nè. Mát quá đấy. Đây cho con ra kia nằm này. Si vous voulez, vous pouvez reposer ici. Rồi, sau khi đợi đã bây giờ thì gia đình Mai đi vào nhận phòng. Thì đưa chị Minh mỗi người một lối nhá. Đây, gia đình nhà Mai vừa tới villa của mình luôn. Nhân viên ở đây thì họ tự mang hành lý vào cho mình nhá. Wow, em chưa đón để ra, chưa đón để ra chưa kì. Vui. Anh Ngọc đón đang coi rồi nè. Đó, anh Ngọc đón đang. Đó. Gia đình Mai vừa vào tới phòng nha. Rồi giờ Mai khám phá phòng khách nha. Đẹp chưa? Anh Hồng, anh Hồng cho em xin 1 phút nha. Mai mà đi cùng anh Hồng là Mai tắt điện đấy. Không, em cứ đùa thôi, anh cứ thoải mái đi, không phải chết mất thôi. Thế giờ anh Hồng anh đang quay xong Mai kêu là cho Mai xin 1 phút, thế là anh ấy sợ quá, anh ấy dừng máy. Đây là cái phòng khách nha. Chào mọi người. Ngày sau một hồi chờ đợi, và bây giờ điều chờ đợi đấy đã bắt đầu dẫn chúng tôi đến một cái bất ngờ và đã nhận được cái căn phòng và chúng tôi sẽ nghỉ tại đây sau 3 ngày. Sau 3 ngày trải nghiệm mấy cái không gian và tất cả cái nhóm gia đình chúng tôi có mặt ở đây để cảm nhận lấy cái sự ấm áp của gia đình, sự chăm sóc nhiệt tình của khu resort Vin Vân này.
Vâng. Sau các anh. Bạn sẽ khám phá dần dần do Mai sẽ chuyển tới các bạn trong ít thời gian nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn anh. Đó, anh Hồng, với anh Hồng là người đi cùng đoàn với lại đi cùng với lại vợ chồng chị Thu Minh. Ở trong đây thì họ có Maman, oui. La piscine est pas très profonde. Oui, mais ça va comme ça. Sophie, c'est content. Lui thì rất là vui. Vào đây nhá, Lui chạy khắp nơi này. Đó. Anh ấy muốn xin ở phòng này đấy để ra ngay bể bơi đó. Đây. Đây là phòng của vợ chồng Mai này. Đẹp chưa? Rộng chưa? Chắc là đây là phòng tắm mà rộng nhất từ trước giờ Mai ở Mai. Nếu mà Mai từng ở khách sạn thì đây là phòng tắm rộng nhất mà vợ chồng Mai ở đấy. Rộng thoải mái luôn, đẹp chưa? Khám phá, bây giờ em phải gọi là house tour. Đó. Đây là phòng của Emmy và Lui ạ? Huy. Đây là phòng của Emmy và Lui nhé. Phòng của Emmy và Lui thì có 2 giường. 2 giường dành cho 2 con của Mai. Thì có cái view nhìn đường rất là đẹp nhé. Mọi người đi lại này. Đẹp chưa? Tầng trệt thì có 2 phòng nhé. Phòng tắm ở đây thì không thể chê vào đâu được. Phòng tắm họ làm giống nhau. Phòng của Mai và em về Lui đều giống nhau nhé. Họ đều có bồn tắm vào nhà tắm riêng. Vị Ali Ba Di vào trong riêng. Lui thích nhá. Lui thì muốn tắm ngay, không muốn chờ đợi nữa. Em mê tới đây cũng là mở tủ lạnh kìa. Chứ không tắm em mê. Đây này. Lui và em mê là việc Huy chú mong chú. Bây giờ thì Mai sẽ lên tầng 2 xem như nào. Wow. Đẹp quá. Đây là vườn phòng hạnh phúc của anh chị ạ. đẹp chưa? Có rộng chưa? Đó. Đây là view núi. Đây là view núi nhá. Ở đây có cái ban công này, rộng thoải mái. Để tối anh chị ngồi ở đây tâm sự. Đẹp chưa? Ngắm hỉ. Vâng. Hai anh chị tối đây sẽ ngồi tâm sự. Đẹp chưa? View núi. Phòng của đôi lương Cúc Hồng. Dạ vâng. Đây là đặc biệt cái phòng này là phòng tân hôn của anh chị Hồng Cúc. Mình sẽ là bảo với các bạn là nên đến đây là mình sẽ đánh dấu kiểu Google Maps. Vâng. Đến đây để có một ngày để xem. Wow, kinh hào, kinh sai nhá. Ôi giời ơi. Anh chị được những người bạn và cảm ơn vợ chồng Minh Ngọc đã set up cho vợ chồng Cúc được một căn phòng này để kỷ niệm 35 năm ngày chúng mình quen nhau. Họp mặt. Vâng. Đó. Và biết đâu đấy. Biết đâu đấy. Thì hôm nay mình lại tìm thấy một giấc mơ thì thần đèn lại đem đến cho mình một thiên thần bé chinh chinh nào nữa thì sao? Vâng, thế là ngày mai em sẽ thử que ngay nhá. Anh Hồng rất là hài hước vui tính anh ạ. Ui đẹp chưa này. Đó, giường gọi là king size nhá. Đây là cho anh chị gọi là 4 ngày 3 đêm ở đây để tiếp tục cái gì? Tuần trăng mật sự việc làm người ấn tượng. Tiếp tục sự nghiệp làm tượng và biết đâu một bức tượng đẹp nữa lại sẽ được ra đời và sẽ đặt tên nó là Vinpearl. Vâng. Mọi người đồng ý với mình như vậy không ạ? Đúng anh. Vâng. Bây giờ anh đang và anh... khi đi thì rất trai tráng, khi về lại xe lăn. Khi đi thì ngồi xe lăn. Anh rất là hài hước cả nhà. Ôi rồi trời ơi, cái ban công của anh to thế. Đây là ban công của anh chị là đặc biệt luôn này, quá rộng luôn. Ui mà mà đấy, sức để đuổi nhau mà. Tối nay là mọi người thoải mái, tất cả cả nhà cùng lên đây ngồi chơi này, uống nước này. Có thể là hái trộm dừa luôn này, chị nhìn được dừa này.
Đó, và ngắm view ở đây thì không chê ở đâu được, đẹp chưa? Đó, đẹp chưa? Lùi thích chạy lên chỗ thích còn ở Pháp thật. Khách sạn Pháp mà có cái phòng này chắc phải 5.000 một đêm. Vâng, vâng, em có xem một cái phòng ở trên Paris rồi. Tại vì nó quảng cáo và vợ chồng xem lắm. Điện đây nhá. Đây là bí mật mới giờ mới được bật mí này. Tại vì hôm trước ấy thì là Mai đã bắt đèn anh Ngọc ấy. Là sông Ngọc Linh kiểu gì mà chồng em chồng em ngố mà em ngủ cả một đêm. Thế là hôm nay anh rất là tâm lý. Đó, bắt đầu là sông Ngọc Linh lại bay theo phòng đấy nhá. Theo anh Hồng bay ra tận đấy Nha Trang này. Đây mới là cái điều bí mật để đêm nay chúng mình sẽ khám và phá. Mai mà chị Hồng không thích tươi là có lỗi của anh Hồng ấy. À chị Cúc cũng không tươi lỗi của anh Hồng ấy à. Trời ơi, ra tới nhận sao nhà anh, thế ai cũng anh tươi. Anh Hồng ơi, mới giờ xuống tầng ghi thí giả đó. Úi giời, đã xuống tầng gym. Thế đang chuẩn bị tầng gym. Úi giời, thế thì cuối cùng. Ok, gia đình nhà Mai đã tới, đây là gì nhỉ? Vinpearl Nha Trang Bay hả? Vinpearl Nha Trang Bay. Đúng rồi, Vinpearl Nha Trang Bay vừa nhận phòng xong. Mai bật mí một chút đây. Mai vừa làm một tour, có nghĩa là how tour đấy, để cho cô chú anh chị và các bạn xem. Ở đây thì căn hộ này đó thì có 4 phòng. Vợ chồng anh chị Minh và anh chị Hồng Cúc thì ở trên, còn vợ chồng Mai và hai con thì ở dưới. Thì Mai vừa làm một tour, how tour cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thật sự lần đầu tiên mà Mai đi nghỉ dưỡng mà Mai ở cái chỗ nơi nó rất là đẹp này, đẹp từ phòng đẹp tới view. Và Mai rất là bất ngờ, đây là một món quà mà vợ chồng anh chị Thu Minh tặng cho vợ chồng Mai trong suốt chuyến đi này, từ vé máy bay mà cho tới từ vé máy bay và cho tới 4 ngày 3 đêm đây. Đúng ra đấy là chị Minh chị lấy 5 ngày 4 đêm, nhưng mà do là Mai báo chị muộn quá đấy nên chị không có lấy được lại, và chị đổi cái chuyến, đổi cái voucher của chị cho người khác để lấy được có 4 ngày 3 đêm. Đó là do cái thời gian ông xã có hộ chiếu muộn ấy, nên là Mai báo chị muộn nên mới có sự chậm trễ này, là mình đã bị mất một đêm. Còn đúng định cái là 5 ngày 4 đêm. Và bây giờ thì Mai với lại mọi người chỉ ở 4 ngày 3 đêm thôi. Ok, Mai xin dừng video ở đây. Mai sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem suốt hành trình 4 ngày 3 đêm của Mai ở Nha Trang như thế nào nhé. Còn bây giờ thì cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.